trống đền nó tàn luôn rồi. Cho nó tàn luôn chứ bây giờ bây giật nó nằm xuống vậy nè, nó giật cũng vậy không nè, giật cũng vậy không, mắt đè có người má nó đồ, chị nó được đè xuống rồi chị nó trở đi chích thuốc nữa, nhà cửa đàng hoàng mà có một cái nghèo thôi. Tụi em cũng phiên ổng nhưng mà nhiều khi dễ gì phiên được, nó khó lắm. Thì đây là những cái thức ăn, những cái thức ăn mà của ảnh nè, ảnh ăn nè, gụ luôn hả? Cục xe á. Rồi xong xuôi rồi, có khi vô nhà mà gặp ai mà chọc kẹo rồi cái là bất cứ đánh chọc bất cứ cái sách trở ngược ra. Cái chị nó nhỏ kia nó sợ ma lắm, nó lo nó đâu cho ngủ bờ ngủ bụi, nó nhỏ kia sợ ma lắm. Có khi em nói nhà tháo này ra chẳng nó vô nè, thì nó đi hai chị em đi thì nó vô nó tán bóp gì nè, chữ tán vô đó tán bóp nè. Vậy chứ anh lấy tóc nó ai hết, đâu có ai đâu dám chở hết, em nó chở đi hết với ai. Yeah. Ai đâu hết. Em là chị đó. Bỏ luôn hả chị? Con dám nó lớn lên này cây chết luôn. Xuống luôn hả? Từ sáng rồi tới tối. Em nghe nói là anh ngồi hình như là 8 năm rồi không anh? Rồi tám gì, nó ngồi ở đây cũng ở gần đó. Hồi xưa ông ơi, chịu đi làm ăn không anh? Chịu. Ông kể ông nói là vợ của ông quen cái ông đó làm một chung luôn. Nó sạm, nhỏ đó có một thời gian giống như nó bỏ, nó cũng có xe cộ mà nó chạy xe đạp không mà, rồi nó nhậu quá rồi vợ nó thấy rồi bỏ. Nó dễ nhậu nhầm khi tối hả, bơi nhầm khi rớt vô cành mã nó. Trời ạ. Rồi tối ảnh có về nhà ngủ được không anh? Có vô nhà. Có nhà là gì? Có nhà là ảnh ra đây là làm gì đâu. Vô nhà là mỗi khi hay là cứ ngày nào cũng vô mà nhầm khi nó đi xuống bến bổ nó ngủ với nữa, nó dành võng nó ngủ. Rồi mỗi lần nó có cái võng đây nè, nó kia nó đốt nó nhậu luôn vô. Hàng ngày gì anh ăn uống sao? Đó, nó cũng mua cái này cái kia nó ăn, người ta cho tiền nó mua nó ăn. Mấy em lúc nào lại cũng cho anh. Ừ. Đó giờ nó nằm xỉn vậy đó, giờ ngồi không nổi đó. Nè để mình qua mình coi ảnh là như thế nào. Trời ơi anh nằm ở trên cái mã này cả nhà. Ngồi đàng hoàng. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi hả? Con trai con lại đó, con lấy cái ổn mì với chai nước cho anh. Thì hôm nay mình đến thăm anh, có cũng đi ngang thì ghé vô tranh ổn mì với chai nước cũng cho ăn cho đỡ lót dạ. Nè, anh ăn ổn mì đi. Rồi chai nước suối lạnh nè. Nước suối đó chứ không phải chai rượu đâu, cũng đỡ ăn gì uống vô đi quên. Đây là chai suối lạnh. Yếu quá trời rồi. Chai thí gì đi. Rồi, ăn bánh mì đi. Sao mà anh nằm ngủ chưa, ngủ trên mã gì đó hả? Ngủ trên mã hả? Trời ơi. Nằm gì nè. Ngủ gì đâu mà anh không có sợ ma hay gì trơn, rồi ban ngày anh cứ ngủ ở cái khu nghĩa địa này nè. Ăn bánh mì đó đi anh. Em mới ghé ngoài mua cho anh. Anh vô mình hỏi thăm hàng xóm như thế nào. Thì hiện tại thì
nằm ở đây cũng rất là xỉn, nằm nãy cũng té. Thấy sống một mình rồi vợ bỏ. Anh chắc ăn không nổi rồi. Ăn không nổi múc cơm nó ăn thịt nó húp miếng hay miếng đó. Đây là cắn cái cành á. Cắn cái cành á bị tét cái đầu á. Mà không sao, giờ mình lấy thuốc mình cầm mày nó hết chảy à. Té bể đầu rồi. Xịn á. Bén có ra không? Nó đi đâu rồi? Nó bị nãy té cắn cái cành. Cắn rồi rồi. Coi coi nó còn chảy không anh Khánh? Hết rồi, hết rồi. Biết em không? Nhớ không? Tụi em xuống dưới mình ngồi đi anh ơi. Xuống dưới đây nè. Anh xuống dưới đây nè. Xuống dưới đây ngồi đi. Cho nó dễ, để nó té nữa nè. Xuống đây mình ngồi đi rồi mình ăn cho nó có sức lại nha. Mình ngồi dưới đây được không? Hay là ngồi trên? Không, ngồi đây được rồi. Anh ngồi được ha. Ngồi ra đó rồi anh đâu có chỗ vịn. Hồi rớt cái ổn mì kìa. Ổn mì để nó anh kia để rồi rớt nè. Cái khui cho nước cho anh uống đi. Cho uống miếng thám vọng đi. Khui cho nước uống miếng đi. Ăn đi uống rồi. Cây ngủ luôn, giống con. Cho cây ngủ luôn, giống con. Nó té đầu à? Nó xàm đó. Nó té đầu vậy. Nó cho ăn chị nó lo nó. Bữa đó cũng nghe nói bữa rồi dắt được tắm trà từ cái chân gọi tự đầu. Té đầu, té đầu vậy. Vậy là người nhà người nhìn. Nó biết hết trơn á mà chỉ có nó có sai xỉn thôi chứ nó biết hết trơn. Anh có bị vấn đề thần kinh không chị? Không, nó nhậu quá. Dạ. Nhậu nhiều quá. Có cách nào mình xử lý cái này mình để mà phiền không được? Phiền là phiền sao? Sống gì đó. Như là mình cách nào để mình phiền anh được á chứ vậy là sống đời nó tàn luôn rồi. Cho nó tàn luôn chứ bây giờ nó bỏ nó rồi nó uống ngày uống đêm ngày uống đêm. Nó bị giật, nó nằm xuống vậy nè, nó giật cái gì không nè, nó giật cái gì không, mắt đè, con ngồi má nó đồ, chị nó được đè xuống, rồi chị nó chở đi chích thuốc nữa. Nhà cửa đàng hoàng, mà có một cái nghèo thôi. Tụi em cũng phiên ổng nhưng mà nhiều khi dễ gì phiên được, nó khó lắm anh chị. Cũng như kiểu nghèo, cũng như kiểu nghèo thì có nghèo chứ, cũng như nó thì cũng như vợ nó mới phế thải rồi, vợ nó mới bỏ. Yeah. Có con nữa, con nó đi học nữa, con lớn hơn nhỏ này. Yeah. Có con đàng hoàng tử tế lắm. Dòng họ đó, ông xã tôi là chú Mười đó, là chị của ba nó đó. Yeah. Chị ruột đó. Chị là bà con sao vậy anh? Cô dâu. À, chị dâu hả? Dâu mà dâu dòng họ, à. Chứ không phải là dâu trong nhà. Chị họ hả? Ông buồn vợ con thì ông nhậu cái con nhậu cái thằng kinh mình nó không ổn định. Nói chung nhậu hoài thì như vậy thôi. Nó sống đây là ở nhà nhà nó đây là mấy mã vòng vòng đây là tới mùa là xứng nhà vòng họ đồ làm nhiều lắm. Ông làm cũng tiền nhiều lắm hả chị? Nó chừng 3-4 năm nay làm như nó phế thải luôn rồi, làm không nổi nữa. Ngồi đây rồi cũng như mấy cái người mỗi đằng người ta vô người ta lấy cốt vòng tôi mã mồ rồi đó, rồi cái người ta biết nó quen đó, nó đi làm vòng vòng đó cấp mà còn mạnh khỏe á, còn người ta cho tiền, ta thấy thương là ta cho hả? Ừ, người ta thấy thương người ta cho chứ không mấy gì. Tụi em mà đi quay ngang là cũng cho tiền cho mua đồ ăn cho anh ăn. Ủa gì là mới mua bánh mì với đó, nước rồi đó cho anh ăn đó. Chị dâu nó. À, chị dâu ha. Thế tôi nghiệp quá. Tôi mới cho tôi cho tiền hoặc là mà anh nhỏ này mỗi lần gặp tí đá quần nó tí cái bắt đầu. Đĩ chó đá lọt lồi lồn mà giờ. Cái nguyên nhân sao mà anh ngồi cái trầm má này chị? Em không biết. Nó cũng như kiểu nhà nó hồi đó tới giờ làm ở đây nè. Cũng như nhà trong đây nè. Cũng như nhà ở đây rồi. Cũng như nó có nó ở
bên vợ nó trên bằng tăng á, rồi cũng như tới mùa là xuống đây làm, còn thường ngày thì nó làm hồ, nó cũng nuôi vợ nuôi con, vợ không có làm gì hết trơn á. Rồi sau này phế thải cái vợ bỏ luôn. À lúc trước là vợ ở trên kinh Bằng Tăng ha. Bằng Tăng, trên Bằng Tăng á. Rồi cầu Bằng Tăng á. Vậy là từ lúc mà vợ bỏ ảnh buồn ảnh nhậu hay sao? Dạ, ảnh buồn rồi cái ảnh nhậu. Ảnh nhậu nhẹt, nó nhậu gì đó, nhậu gì cũng có chưa nhà. Chắc là mấy anh cho tiền đi rồi bắt đầu cắt hả? Lỡ mượn thử 10 ngàn, không có. Không có cắt nào hết trơn. Vậy đó. Mà anh cho tiền, anh cho ấy đồ biết hết trơn. Vậy là ngày nào ảnh cũng ra cái